Xin chào cả nhà, em giới thiệu với cả nhà con máy lọc khí Panasonic FVG50, một con máy vua trong làng phân khúc lọc khí buồng cỡ nhỏ vừa. Chiếc này thì đáp ứng cho phòng khoảng 30m² đổ lại, rất phù hợp cho các bác dùng trong phòng ngủ. Một con máy vỏ nguyên bản còn khá là trắng đẹp. Chiếc này em báo luôn em bán 2 triệu, bảo hành 12 tháng. Máy đã đấu với nắp điện 220V rồi. Các bác về chỉ cắm điện là chạy thôi. Máy full tính năng. Nếu mà nói về dòng máy 50 thì ở thời điểm ra mắt thì đây là cái con máy cao cấp nhất. Đấy. Khóa trẻ em này. Con này đầy đủ full tất cả những tính năng cơ bản thôi nhé. Đấy. Nó chỉ thiếu mỗi cái cảm biến phát hiện người thôi. Vì phân khúc 50 không có máy nào làm phát hiện người cả. Chỉ máy 70 mới có thôi ạ. 3% độ ẩm này. Hẹn giờ, eco, cảm biến ánh sáng. Nhiều cái phiên bản này các bác thấy không có hẹn giờ đâu. Đấy, khóa cho em cũng không có. Các bật eco này. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy này. Cái nút này nhé các bác nhé, nó chỉ bấm được khi các bác để chế độ giữa này thôi này. Còn lên chế độ này nó không hiển thị đâu. Chế độ này nó chạy tự động rồi, không bấm được đâu ạ. Đấy. Thì nhiều bác thấy em quay clip đấy, phải chuyển sang chế độ này thì mình bấm được các nút này nhé, thì nó mới hoạt động. Đây là điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm. 3 chế độ lọc khí buồng này. Chế độ đầu tiên lọc khí và buồng tự do này. Ở chế độ này các bạn thấy tít tít báo đèn này, không có nước, nó đóng hết cửa này luôn. Chế độ này là chế độ lọc không khí tự động, không buồng đâu. Chế độ này là chế độ lọc không khí và buồng tự động. Đèn báo nano này. Báo không có nước này. Báo bụi này, mùi này, nano y này, VX50. Con này màng HEPA em thay mới tinh rồi. Nó máy nhỏ nhưng có võ đấy ạ. Giá thành hợp lý. Màng than bên trong các bác nhé. Màng HEPA mới này. Đấy. Cái chiếc màng này khi các bác thay mới thì có giá là 300.000. Bên dưới đây thì là bình nước buồm. Tất cả các cái model của máy Nhật thì đều có buồm. Các bác mua hàng liên doanh thì không có đâu, nó ăn bớt mất cái phần quan trọng nhất đấy. Buồm dùng để làm gì? Dùng để các cái ngày hanh khô. Các bác thấy độ ẩm báo thấp ấy, thì các bác bốc cho nước vào bình này này. Các bác bật cho độ buồm lên, nó làm ẩm cái không khí lên thì nó cái cảm giác khô da không bị khô da nữa, không gây khó chịu nhá, không gây nứt nẻ mũi. Nhất là vào mùa đông miền Bắc có những cái ngày là hanh khô kinh khủng luôn. Đây, màng tổ ẩm con này zin còn như mới này các bác này. Rất là đẹp nhá. Màng tổ ẩm zin như mới luôn. Nói chung là một con máy vừa phải, phân khúc vừa phải, mẫu mã đẹp. Mặt dâng cánh vẫy, vừa phòng ngủ. Sản xuất 2012 quá nhé, 43W điện 100V mà series máy này. Dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại. Những bác nào lấy các bác liên hệ nhé, bảo hành 1 năm. Đầu biến áp rồi, chào các bác.